Kính thưa quý tông đức tăng ni và các anh chị em phát tâm hiến máu nhân đạo lần thứ 102 tại chùa Giác Ngộ vào ngày 5 tháng 10 năm 2024. Đây là khu viên chánh điện của chùa Giác Ngộ, nơi việc hiến máu nhân đạo đã diễn ra trong 101 lần qua. Ngày hôm nay đó, chùa Giác Ngộ phối hợp với bệnh viện Chợ Rẫy, nơi được xem là ngân hàng máu của rất nhiều bệnh viện ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Thì việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao quý nhằm giúp cho những bệnh nhân có nhu cầu truyền máu, tiếp máu để vượt qua cơn nguy cấp trong lúc bị bệnh hoặc là những cái tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Thay mặt cho tăng đồ chùa Giác Ngộ, chúng tôi chân thành cảm ơn các anh chị em đã tin tưởng vào chùa Giác Ngộ, phát tâm đến chùa hiến máu nhân đạo trong lần thứ 102 của ngày hôm nay cũng như là những lần trước đây. Thì đây là những gương mặt rất là trẻ trung đến từ nhiều quận huyện khác nhau của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức, dành thời gian quý giá của mình thay vì buổi sáng thứ bảy ở nhà với người thân. Thì các anh chị em này đó đã phát tâm đến chùa để tiếp sức sự sống bằng cách hiến máu nhân đạo. Rất mong các anh chị em tiếp tục nỗ lực đóng góp nguồn máu có giá trị và cao quý của mình, cũng như mời gọi các anh chị em bạn bè cùng làm nghĩa cử cao thượng này. Nhân dịp này thì chúng tôi giới thiệu quý vị quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội. Thì kinh này được chúng tôi hoàn tất vào năm 2013, tặng biếu miễn phí, và nó là ba phần quan trọng trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia được tách ra. Bản kinh Phật về xã hội đó rất ít được chúng ta biết đến. Thì đây là những bài kinh rất quan trọng được dịch từ kinh điển Bali và chữ Hán cho cộng đồng Phật tử. Thực ra thì trong tổng số 36.000 bài kinh Đức Phật để lại cho cuộc đời đó, thì có hàng ngàn bài kinh đề cập đến các vấn đề gia đình, xã hội. Nhưng rất tiếc là trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa đó, do ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo Trung Quốc, chúng ta chỉ có những bài kinh cầu an, những bài kinh cầu siêu, những bài kinh hộ niệm thôi. Còn những bài kinh liên hệ đến đời sống thực tiễn của người tại gia đó thì ít được quan tâm. Thì cái quyển này đáp ứng lại cái nhu cầu thiếu hụt đó. Rất mong các anh chị em liên lạc với văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ở tầng G của chùa Giác Ngộ, hoặc là quý vị có thể lên trên trang web quỹđạophậtngaynay.org, rồi vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí để nhận các bản kinh này gửi đến tận nhà. Thì đối với trường hợp nhận kinh sách miễn phí gồm gần 100 đầu sách khác nhau của chùa Giác Ngộ á, thì quý vị hoan hỷ chia sẻ cái tiền cước phí, còn tiền sách, tiền kinh đó là hoàn toàn miễn phí. Thì ai nhận bao nhiêu cái cước phí tùy theo cái trọng lượng mà chúng ta trả tiền thôi, để góp phần lan tỏa những lời Phật dạy đến với nhiều người hơn. Thì quyển này đó gồm có tất cả là 20 bài kinh, chia làm thứ nhất là các kinh về đạo đức, gồm có 6 bài kinh: kinh Tiểu Sử Đức Phật, kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Nghiệp, kinh 8 Điều Đạo Đức, kinh Nhân Quả Đạo Đức và kinh Lệ Hoàng Phật Dạy. Phần 2 đó là các kinh về gia đình, xã hội và chính trị, thì gồm có kinh Thiện Sinh, kinh Phước Đức, kinh
tránh xa các cánh cửa bại dâm, kinh bảy lời vợ, kinh bốn ân lớn, kinh mọi người bình đẳng, kinh không có giai cấp, kinh sống trong hòa hợp, kinh hòa giải tranh cãi, kinh hòa hợp và hòa giải, kinh chuyển luân thánh vương, tức là nghệ thuật làm vua đó, là quy thủ quốc gia, kinh đức hạnh của vua và tu sĩ, kinh quốc gia cường thịnh và kinh hiền nhân. Thì đó là 20 bài kinh trong quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội. Rất mong các anh chị em quan tâm có thể liên lạc với văn phòng của chùa Giác Ngộ ở từng gờ của chùa để nhận quyển kinh này. Thì kinh có bìa màu vàng, cũng rất là dễ nhớ. Còn ai ở xa, ở khác thành phố Hồ Chí Minh thì hoan hỷ lên trang web quỹ đạo phật ngày nay.com và một thỉnh kinh sách miễn phí để nhận quyển kinh này gửi đến tận nơi. Thì hoạt động ấn tống của chùa Giác Ngộ đó cao điểm nhất là năm 2019. Lúc đó Việt Nam tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 60 cây số. Thì tổng số kinh sách chùa Giác Ngộ ấn tống vào năm đó đó là 1.500.000 quyển. Và có những năm á thì cái số lượng trung bình mỗi năm á là tặng kinh sách miễn phí là 500.000 quyển. Thì gần đây đó thì do tài chính khó khăn thì số lượng kinh sách được tặng biếu mỗi năm á thì nó vào khoảng 150.000 cho đến 200.000 quyển kinh sách khác nhau. Do đó các anh chị em nào có nhu cầu tìm hiểu các lời dạy minh triết của Đức Phật thì hoan hỷ liên lạc với văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ở từng gờ của chùa Giác Ngộ, hoặc là theo dõi trực tiếp trên trang web quỹ đạo phật ngày nay.org. Và luôn đây đó thì chúng tôi xin kính thông báo đến quý vị, vào ngày 6, 7 và 8 tháng 5 năm 2025, nhân dịp đất nước Việt Nam cùng với chính phủ Việt Nam trọng thể tổ chức kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đăng cai đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2025 lần thứ 4 tại Học viện Phật Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một tin vui đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Vì ba lần trước chúng ta đã tổ chức rất thành công Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Thì lần đầu tiên đó chúng ta đã thu hút được 87 quốc gia. Lần thứ hai đó thì chúng ta mời 95 quốc gia, và lần thứ ba đó là có 112 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự Vesak Liên Hợp Quốc. Thì đẳng cấp tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho sự kiện thiêng liêng và quan trọng này đó được cộng đồng Phật giáo quốc tế đánh giá cao. Do đó rất mong các anh chị em có thể theo dõi trên trang web của Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 để biết thêm các chi tiết này. Thì trang web sẽ được hoàn thành sau ngày hôm nay đó, một tuần lễ, tức là khoảng vào ngày 12 đó, ngày 12 tháng 10 năm 2024 thì trang web sẽ có mặt. Quý vị chỉ cần vào trong Google gõ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2025 thì trang web sẽ xuất hiện. Còn cái tên miền của trang web là undv2025 việtnam.com. Xin lặp lại, undv2025 việtnam.com. UNDV là viết tắt của United Nations Day of Vesak, đó là ngày Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái cách để chúng ta nhận dạng Vesak Liên Hợp Quốc, để quý vị có thể theo dõi các thông tin về sự kiện quan trọng này.
về hội nghị trù bị lần thứ nhất của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Về Phật đản Liên Hợp Quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam được diễn ra vào ngày 27, 28 tháng 9, 24 vừa rồi, rất là thành công. Thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế rất là hoan hỷ với các khâu chuẩn bị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên chắc chắn rằng là Đại lễ Về Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2025 sẽ thành công mỹ mãn như là ba lần trước. Thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, một lần nữa thành kính tri ân và tán dương tấm lòng cao quý của các anh chị em đã đến Chùa Giác Ngộ hiến máu nhân đạo lần thứ 102, và hẹn gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp, cứ 2 tuần 1 lần vào sáng thứ bảy, 2 lần 1 tháng. Chúc tất cả được an lành, hạnh phúc, dạng sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.